thông báo tuyển cộng tác viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Đài phát thanh và truyền hình Long An thông báo tuyển cộng tác viên như sau. Số lượng 20 người gồm các vị trí như sau. Phóng viên 5, biên tập viên 5, quay phim 4, kỹ thuật viên 4, đồ họa vi tính 2, yêu cầu về độ tuổi dưới 35 tuổi sức khỏe tốt, trình độ đào tạo, đối chế vị trí phóng viên, biên tập viên, tốt nghiệp đại học báo chí, đại học văn hóa, đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, ngành truyền thông đa phương tiện, ưu tiên các cộng tác viên có khả năng viết tin bài, biên tập quay phim, làm báo đa phương tiện, có kinh nghiệm làm truyền hình phát thanh từ một năm trở lên. Đối với vị trí quay phim, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quay phim tinh học ứng dụng. Đối với vị trí kỹ thuật viên, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện tử, viễn thông, tinh học, dựng phim. Đối với vị trí đồ họa vi tính, trung cấp trở lên chuyên ngành thiết kế đồ quả, thiết kế truyền thông số, truyền thông báo chí đa phương tiện. Trong thời gian cộng tác, các trường hợp đáp ứng tốt về yêu cầu chuyên môn sẽ được hưởng các chế độ theo quy định của Đài Phát Thanh và Trường hình Long An và sẽ có cơ hội được tuyển dụng trở thành viên chức của đài. Hồ sơ gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, bản photo copy chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng chứng chỉ liên quan, bản photo copy tác phẩm báo chí đã đăng tải nếu có. Số điện thoại liên lạc nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tổ chức hành chính hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ số 125, quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723 580135, thời hạn nhận hồ sơ 15 ngày kể từ ngày thông báo.